Ok, chúng ta đến với NM Mỹ 2099. Thắng con này thì anh sẽ lên 2001. Vẫn là khai cuộc. Benoni đây khó chịu. Làm nốt. Tốt ăn lên. Lau mã lên đấy. Dí thêm phát nữa này. Nhỏ rồi. Thì ngoại. Về đấy. Đây rồi. Tươi ra giói rồi. Rồi, nước vào xe để kiểm soát trung tâm thôi. Mình cũng chưa làm gì được. Chiếm đường chéo à. Ở đây mình vào hậu để lấy đường phát triển ở tượng. Nhìn thì có vẻ như một tấn công tốt này, nhưng mà thực chất là để phát triển tượng thôi. Vấn đề là tượng sẽ lên đâu. Đuổi luôn. Chơi luôn. Hậu ăn thì mình sẽ ăn chiếu vào vua lên mã để giữ, có thể là chiếu mình sẽ vào vua. Ok, hay lên, đang bảo là lên hậu à, lên tượng ở D3 hay là C4. D3 hay hơn đi. Từ nhá. Ăn luôn được không nhỉ? Không 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 ăn được. D3 đi. Ăn chiếu mình sẽ lấy tôn lên thôi và mở cột G cho xe. Tượng thì sẽ không dám ăn vì hậu mình đang đe dọa nước chiếu hết. Lên xe một nước. Đánh đấm chán thế nhỉ? Rõ ràng có lợi thế lớn mà. Đánh thế này bao giờ không? Giờ mình sẽ đẩy tốt để bẫy tượng. Nhưng mà trắng đen sẽ chạy vua rồi. Đánh tệ thế nhỉ. Xuống đây. Chơi đi. Rồi, mình chuẩn bị chiếu bắt xe. Ra xe bắt mã thì mình sẽ đẩy tốt lên. Đẩy xuống, đẩy lên. Chiếu thì lên vua. Khó nhỉ. Về tượng chặn lại. Này thì chặn lại.
2 giờ. Đẹp rồi. À, ra đấy. Bắt một trong hai nhá. Bốn mươi chín giây. Ăn đấy. Chơi thôi. Rồi, vẫn bắt được con tượng này. Đẹp rồi. Còn 22 giây. À, nói lên vua đấy. Đúng là thế thật. Một giây, CTC hơn tượng. Chín giây. Rồi, mình vừa chia cắt con vua xong. Rồi tốt phong hậu 4 giây. Hai giây. Phải 5 giây. Nhưng mà đen vẫn muốn thắng bằng thời gian. Kéo kịp chứ.